trên tim, đúng không? Tim của ta sẽ bơm máu đi lên để nuôi cho vùng đầu nha. Tim ta bơm máu lên nuôi vùng đầu. Để anh cho bạn xem lại cái sự xuất phát của động mạch dẫn từ phía dưới đi lên để nuôi cho vùng đầu phía trên. Đây các bạn, tim của ta bơm máu ra, nó sẽ bơm qua cái khung động mạch chủ này, đúng không ạ? Bơm qua khung động mạch chủ này. Nếu đầu từ cái khung động mạch chủ này nè, các bạn sẽ nhìn thấy ở đây chúng ta có ba nhánh, thấy rõ không ạ? Nhánh thứ nhất nằm đây các bạn, nhánh thứ nhất là nhánh mà quen thuộc với các bạn nhất, chỗ này chính là động mạch dưới đòn. Nhớ động mạch dưới đòn không? Mạch dưới đòn các bạn đã học qua ở giải phẫu một rồi, học qua phần chi trên chi dưới rồi, đại cương tứ chi đó. Bởi vì động mạch dưới đòn này là cái động mạch chính để dẫn máu đi nuôi cho chi trên. Đây là động mạch dưới đòn nè, sau khi nó đi qua khỏi bờ dưới xương đòn thì nó sẽ trở thành động mạch nách và chính thức trở thành động mạch của chi trên. Đó là chính là động mạch dưới đòn nha. Đây là một nhánh. Nhánh thứ hai cạnh bên động mạch dưới đòn này, cái này chính là động mạch cảnh chung. Ta gọi là cảnh chung bởi vì động mạch cảnh này nó sẽ còn tách ra thành cảnh trong và cảnh ngoài, hiểu không ạ? Nó sẽ tách ra thành hai nhánh lớn nữa, đó là cảnh trong và cảnh ngoài. Thì ngay đoạn này đây, các bạn đang nhìn thấy chỗ này chính là cảnh chung nha. Đây chính là cảnh chung. Nhánh thứ ba, nhánh thứ ba là một nhánh trung gian. Đấy các bạn, sau khi máu đi ra chỗ này, nó sẽ tách ra thành hai nhánh lớn, một là cảnh trung, hai cũng là dưới đòn. Phía bên này là phía bên phải, đúng không ạ? Thì ở phía bên phải của chúng ta không có hai nhánh riêng đặc biệt giống như phía bên trái, mà chúng ta có một cái đoạn chung xuất phát ra đầu tiên. Đoạn này sau đó nó cho hai nhánh, một nhánh đi nuôi cho cái chi trên là cánh tay, một nhánh đi lên vùng đầu để nuôi cho vùng đầu, đúng không? Cho nên ta gọi cái thân động mạch này nè, ta gọi là động mạch thân cánh tay đầu, cánh tay gạch nối đầu. Có nghĩa là nó sẽ, cái tên nó thể hiện rằng nó sẽ cung cấp máu cho vùng cánh tay nè và vùng đầu, đúng không? Sẽ thông qua động mạch dưới đòn và động mạch cảnh cảnh chung. Ở đây các bạn nhìn từ động mạch dưới đòn của chúng ta, nó lại cho một nhánh đây các bạn đi thẳng lên phía trên, đi thẳng lên phía trên. Động mạch này người ta gọi là động mạch đốt sống, động mạch đốt sống, và động mạch này cũng đi lên phía trên để cung cấp cho vùng đầu chúng ta. Vậy thì để đi thẳng lên phía trên cung cấp máu cho vùng đầu, chúng ta có các nhánh chính, đó chính là động mạch cảnh và động mạch đốt sống. Đây chính là hai cái nhánh động mạch lớn đi lên phía trên này. Đây các bạn, các bạn nhìn thấy phía ngoài này chính là động mạch cảnh, đi phía trong của lỗ ngang, đúng không ạ? Lỗ ngang của các đốt sống cổ chính là động mạch đốt sống. Động mạch cảnh chúng ta đi ở hai bên, được không ạ? Động mạch cảnh ta đi ở hai bên. Người ta nói rằng động mạch cảnh của chúng ta đó, đi càng lên cái bên trên đó thì nó là càng xa nhau, đúng không ạ? Đây rõ ràng ở dưới này là xuất phát từ chung một chỗ là khung động mạch chủ, đúng không ạ? Đi càng lên trên nè, do nó đi ở hai bên cổ nè, càng ngày nó càng tách xa nhau ra, đúng không ạ? Và ở chính giữa của hai động mạch cảnh này là gì các bạn, theo các bạn là gì? Ở giữa có hai động mạch cảnh là gì? Theo các bạn là gì? Thoải mái mình nói chuyện với các bạn, không có vấn đề đâu. Theo các bạn nó là gì? Hai động mạch cảnh đi hai bên, vậy cái gì nằm chính giữa ở đây? Thần kinh nè. Sợ quá ông ơi, thần kinh.
Ở giữa là chính là một đống thứ nằm ở giữa, mình có thể gờ thấy đây. Bạn gờ vào cổ mình, bạn thử xem coi cái thứ đó là cái gì. Nọng. À. Chiếc đầu rồi đó. Ở giữa chính là nọng. À, ở giữa này các bạn thấy chỗ này chính là thanh quản, đúng không ạ? Chỗ này chính là thanh quản. Rồi, thanh quản, khí quản, thực quản, các cái ống nó sẽ nằm giữa này, đúng không ạ? Các cái đường ống từ phía trên đi xuống, từ vùng mũi đi xuống nằm giữa này. Và phía trên sát này chính là vùng hầu, đúng không ạ? Sát phía trên chính là vùng hầu. Các bạn nhìn động mạch của chúng ta này. Nói về động mạch của chúng ta đó, thật sự gọi là không quá phức tạp quá ạ. Anh nói vậy, động mạch này nó không quá phức tạp đâu. Ta nhìn thì ta thấy, ta tưởng nghĩ nó là phức tạp, mà nó không phức tạp đâu các bạn. Động mạch cảnh của chúng ta nè, trên cái động mạch cảnh ta không hề có nhánh, thấy không ạ? Động mạch cảnh ta không hề có nhánh, động mạch cảnh chung không có nhánh nào hết. Và nó đi tới tận phía trên. À, các bạn thấy đó là ngang cái đốt sống cổ thứ mấy à? Thứ mấy à? Thứ mấy à? Người nào mà nhìn không ra đốt sống cổ thứ mấy thì thôi là chỉ còn biết thử các bạn. À, khoảng ngang đốt sống cổ thứ ba, đó là khoảng ngang đốt sống cổ thứ ba. Anh nói khoảng giải phẫu chúng ta không phải là bất di bất dịch đâu. À, có thể nó tách sớm hơn, cũng có thể nó tách ra trễ hơn, đúng không? Khoảng ngang đốt sống cổ thứ ba thì cái động mạch cảnh chung này của chúng ta nè, nó tách thành hai nhánh. À, hai nhánh đó là động mạch cảnh trong và động mạch cảnh ngoài. Thì à, tách thành cảnh trong và động mạch cảnh ngoài. Động mạch cảnh trong của chúng ta đó, à, động mạch cảnh trong của chúng ta đó thì nó sẽ chạy vào bên trong hộp sọ thông qua ống cảnh, nha, thông qua ống cảnh ở vùng xương thái dương đó, nha, thông qua ống cảnh ở vùng xương thái dương để đi vào bên trong não, cung cấp máu cho não. Động mạch cảnh ngoài của ta nó chạy ở phía bên ngoài của hộp sọ, nha, đây mà, nha, nó chạy ở rìa ở ngoài này đây, nha, nó chạy phía ngoài của hộp sọ ta và nó cung cấp máu cho các cái cơ quan ở phía bên ngoài, phải không ạ? Nó sẽ cho các cái nhánh cung cấp máu cho các cơ quan ở phía bên ngoài, được chưa? Thì các cái nhánh này nó đi đến đâu, cái nhánh này nó sẽ được đặt tên theo ở chỗ đó thôi, đơn giản vậy thôi. Giờ mình đi thử xem mà, mình nhìn thử xem. Thì cái chỗ này chính là động mạch cảnh ngoài của chúng ta nè. Nè, và chỗ này chính là động mạch cảnh ngoài nữa bạn. Nè, động mạch cảnh ngoài. Thì các bạn nhìn ở động mạch cảnh ngoài chúng ta đó, nó sẽ có một cái nhánh xuất phát ra đầu tiên. Nè, xuất phát ra đầu tiên. Đấy bạn, nhánh này xuất phát từ cái nơi mà động mạch cảnh ngoài của chúng ta nó vừa mới được tách ra từ động mạch cảnh chung, thấy không ạ? Nha. Động mạch này là một cái nhánh động mạch mà nó sẽ đến nó cung cấp máu cho tuyến giáp, thấy không ạ? Chỗ này chính là tuyến giáp nè. Nha, anh mở cái vùng khí quản lên, bạn thấy không ạ? Phía trên này chính là hầu nè, thanh quản nè, chỗ này chính là sụn giáp nè, tuyến giáp nè, sụn giáp nè, thấy không ạ? Vùng này vùng thanh quản, thấy không ạ? Nhánh đầu tiên, động mạch này cung cấp máu cho cái vùng sụn giáp này, nhưng mà nó đến từ phía bên trên, ta gọi là động mạch giáp trên, được chưa? Nè. Đây là động mạch giáp trên, là một nhánh xuất phát ra từ động mạch cảnh ngoài, nhánh đầu tiên, dường như đây là nhánh đầu tiên, thấy không ạ?
phía trên. À. Đây các bạn. Bên phía trên chúng ta lại nhìn thấy một sợi động mạch nữa. Chúng ta nhìn thấy một sợi động mạch nữa. Rồi, theo các bạn sợi động mạch này nó đi đâu đây? Hả? Đi vô đâu đây? Rồi, chạy vô chính giữa và kinh hơi vô đó chắc cái lưỡi hả? Đúng rồi, động mạch lưỡi. Nha, đây là nhánh thứ hai. Nha. Đây là nhánh động mạch lưỡi. Được chưa? Nha. Rồi, mình lên một nhánh ở phía trên là nhánh này khá là to nha. Nhánh này mình nhìn nó khá là to. Thấy không ạ? Nhánh này khá là to. À, cái động mạch này ta đặt tên luôn rồi. Facial artery. Facial là gì các bạn? Hay là gì? Hay là mặt. Đúng không? Facial artery là động mạch mặt. Phải không? À, nhánh này ta đặt có tên là giống y hình luôn á. Tên động mạch của mình dịch ra từ tiếng Anh luôn. À, động mạch này chính là động mạch mặt các bạn. Được chưa? Động mạch mặt. Vậy động mạch mặt chúng ta là một sợi động mạch lớn. Đây là cái sợi lớn được tách ra từ động mạch cảnh. Đúng không ạ? Sợi động mạch lớn tách ra từ cảnh ngoài. Những cái sợi hồi nãy giờ mình thấy lúc mà nó mới tách ra đó thì nó cho những cái sợi động mạch nhỏ, đúng không ạ? Những cái sợi nhỏ thôi. À, đến đây là cái sợi lớn đầu tiên nè. Đây chính là một cái nhánh lớn. Thì sau này người ta nhắc đến động mạch mặt mình phải biết là anh này thuộc về cảnh ngoài. Nha, cảnh ngoài. Và các bạn nhìn thấy ở đây động mạch mặt của chúng ta đây các bạn, động mạch mặt của chúng ta sẽ cho các cái nhánh lớn. Bạn nhìn đây vậy mình đây à. Nhánh này gọi là gì các bạn? Các bạn mang tự đặt tên thứ là gì vậy? Đây nè, đây là một nhánh của nhánh nhỏ tách ra từ động mạch mặt, đúng không? Động mạch này chạy dọc ở bờ dưới của hả? Của xương hàm dưới. Phải không? Mạch này chạy dọc bờ dưới của xương hàm dưới. Mặt dưới hàm. Hả? Đúng rồi. Nha. Xích lên trên này các bạn lại nhìn thấy từ đây tách ra nữa nè. Cho cái gì ở chỗ này đây? Cầm. Cho cái cầm à? Dạ. À. Đây các bạn. Các bạn sẽ nhìn thấy ở đây gì đây, theo các bạn là cho gì đây? À, môi dưới và môi trên, đúng không? Đây nè, động mạch dành cho môi dưới và môi trên. Nha. Cũng xuất phát từ nhánh động mạch mặt này. Nha. Rồi, động mạch mặt chúng ta đến đây thì hết các bạn. Nha. Đến đây là tận hết. Nha. Và qua khỏi vùng này nó bắt đầu nó đổi tên rồi. Hả? Đổi tên rồi. Đổi tên thành gì các bạn? Hả? Đổi tên thành động mạch phổi à? Phải không? Cái nhánh này á, ta gọi là nhánh tận các bạn, tức nghĩa là đi đến cuối cùng á, và nó cho cái nhánh này là kết thúc cái động mạch mặt chúng ta, ta gọi là nhánh tận. Cái nhánh ở bên này nè, tức nghĩa là động mạch mặt chúng ta còn đi nữa, thì nhánh này ta gọi là nhánh bên. Thì đây là nhánh tận cuối cùng của động mạch mặt chúng ta. Nên, và nó đi vào cái gốc mũi, ta đặt tên nó gọi là động mạch gốc rồi. Động mạch gốc đi tới vùng gốc mũi nữa các bạn. Đó, đây chính là các cái nhánh của động mạch mặt các bạn. Và mình quay trở lại.
quay trở lại chỗ này, mình quay trở về chỗ này. Chỗ này chính là động mạch cảnh ngoài chúng ta lúc nãy nè, thấy không ạ? Thì động mạch cảnh ngoài chúng ta tiếp tục đi lên trên, bạn nhìn thấy không ạ? Động mạch cảnh ngoài chúng ta tiếp tục đi lên trên và nó đi lên tới vùng thái dương, đúng không ạ? Đến đây nè, đây các bạn, động mạch cảnh ngoài của chúng ta tách ra một nhánh lớn ở phía trên này, động mạch này chúng ta gọi là động mạch thái dương đông, đây các bạn, chỗ này chính là động mạch thái dương đông nè. Nếu bạn nhìn thấy từ động mạch thái dương đông này, nó sẽ cho những cái nhánh cho nhiều nhánh các bạn, một cái cụm nhánh, thấy không ạ? Bạn nhìn thấy cụm nhánh này không ạ? Đây nè, đây các bạn, cái cụm râu nè, thấy không? Bộ tím anh đang có bạn xem nè, động mạch này là động mạch để cho gì các bạn? Cho gì? Cho cái tay chứ cái gì? Cho cái lỗ tai nè, đúng không ạ? Nhưng mà nằm ở phía trước, đúng không ạ? Nằm ở phía trước. Đấy, các bạn nhìn thấy còn những cái ria cho tay mà nằm ở phía sau nè, thấy không ạ? Đây là các nhánh của các nhánh tay trước các bạn, các nhánh tay trước xuất phát ra từ mặt thái dương đông. Rồi cạnh bên động mạch thái dương đông này ta lại có một cái nhánh nữa, cái nhánh này đi sát phía sau của cái phần tai, thấy không ạ? Sát phía sau của phần tai nữa. Động mạch này gọi là động mạch gì đây? Thấy các bạn gọi là động mạch gì đây? Động mạch thái dương sâu ạ, phải không? Nghe đặt tên cũng tốt rồi không? Mặt thái dương sâu hả? Mặt tay sau, tay sau các bạn, đúng không? Đây nằm phía sau tay nè, đây là động mạch thái dương sâu, không có nằm đây đâu nghe, được chưa? Động mạch đi phía sau tay nè. Rồi một nhánh nữa cũng xuất phát từ động mạch cảnh ngoài chúng ta, đây các bạn, nhánh này đi ra ngoài vùng của xương chậm nè, phải không ạ? Đi ra ngoài vùng của xương chậm nè, và đi vòng ngược lên trên, lên trên để bắt đầu nối vào cái nhánh tận, các cái nhánh tận của động mạch thái dương đông, phải không ạ? Nói vào các nhánh tận của động mạch thái dương đông. Đây các bạn, tạo nên một cái vòng nối, tạo nên một cái vòng nối. Đây các bạn, nhánh này là cái nhánh phía trên của tai, cái nhánh trên tai của động mạch thái dương đông, và nó nối vào nhánh chậm. Động mạch phía sau thì chính là động mạch chậm, đi hướng về xương chậm phía sau. Chưa? Còn đây đi tới vùng nào nó sẽ đặt tên theo vùng đó, mà nhánh này là nhánh đi ra vùng trán, đúng không? Nhánh này chính là nhánh trán, nhánh của động mạch thái dương đông, đúng không? Và tương tự nhánh này thì gọi là nhánh gì ạ? Gò má. Nhánh này đi ra tới ổ mắt, đúng không ạ? Nhánh này thì gọi là nhánh ổ mắt, đúng không? Nhánh ổ mắt của động mạch thái dương đông này. Nhánh gò má nè, nhánh trán nè, đúng không ạ? Đó là các nhánh nhỏ của động mạch thái dương đông của chúng ta. Vậy bây giờ còn nhánh lớn nó nằm đâu rồi? Đây các bạn, các bạn thấy không ạ? Nhánh này đây gọi là động mạch gì vậy? Mạch hàm,
mật hàm đúng không ạ? Dạ. Mật gì? Thế các bạn là mật gì? Mật hàm. Mật hàm. Mật hầu. Mật hầu hả? Hầu đâu? Thôi để tạm cắt cái xương này ra tí. Cắt xương ra thì dễ thấy các bạn. Rồi, thấy rõ nhánh này chưa bạn? Đây bạn, đây là một, cũng là một nhánh lớn của động mạch cánh cánh ngoài chúng ta. Mình là chính là động mạch hàm đây. Và động mạch này nó sẽ cho các cái nhánh bạn. Rồi các bạn nhìn được không? Hơi nhỏ thôi bạn. Đây nhánh đầu tiên các bạn nhìn thấy chỗ này đó, động mạch này chính là động mạch thái dương sâu nè, thấy không ạ? Chỗ này là thái dương nông nè, vào đây nè các bạn là thái dương sâu. Vậy động mạch thái dương sâu của chúng ta là một nhánh của động mạch hàm ha, nó không phải là một nhánh rời giống như động mạch thái dương nông, nó là một nhánh của động mạch hàm ha. Rồi các bạn mới nhìn thấy từ động mạch hàm của chúng ta, nó lại cho các cái nha có cái nhánh để chui vào phía bên trong não của chúng ta, đúng không ạ? Chui vào bên trong hộp sọ. Và thật sự máu từ động mạch hàm này không phải chui vào để nuôi cho não, mà máu từ động mạch hàm này chui vào để nuôi cho cái màng não phía bên ngoài thôi. Đây là động mạch màng não giữa các bạn, mạch màng não giữa xuất phát từ động mạch hàm cung cấp cho não. Vậy rõ ràng động mạch cảnh ngoài của chúng ta không phải hoàn toàn cung cấp cho tất cả các cơ quan bên ngoài hộp sọ, đúng không ạ? Vẫn có một cái phần cơ quan nằm ở phía bên trong sọ, đó chính là màng não, phải không bạn? Chính là màng não. Và động mạch này xuất phát từ động mạch nào? Đúng không? Rồi các bạn, đó là các cái nhánh lớn, các cái nhánh cốt yếu của cái vùng động mạch cánh ngoài của chúng ta, được chưa? Các nhánh lớn của động mạch cánh ngoài của chúng ta. Chúng ta bắt đầu đi vào bên trong và chúng ta nói về cái hệ thống máu cung cấp cho cơ quan lớn nhất bên trong hộp sọ, đó là cung cấp máu cho não, đúng không ạ? Bắt đầu chúng ta cung cấp máu cho não. Não chúng ta được nhận máu từ hai cái nguồn chính của bạn. Một nguồn đó chính là động mạch cảnh trong, mạch cảnh trong. Và nguồn còn lại, cái nguồn thứ hai đó chính là động mạch nấu sống. Đôi khi người ta nghĩ tới nghĩ luôn thì người ta bỏ quên cái nhánh động mạch nấu sống này, mặc dù là nó rất quan trọng và rất quan trọng. Rồi các bạn đến và nhìn vào động mạch cảnh trong, để anh bỏ bớt số nhánh để mình dễ nhìn. Rồi cái nguồn gốc đi từ phía dưới đi lên đã nói rồi, đúng không? Nè, bắt đầu mình đi ở phía trên thôi. Anh ẩn cái hộp sọ xuống để mình nhìn thấy được vào bên trong, được không ạ? À, đây là cái sợi phía bên trong và đâu anh đã ẩn bớt rất nhiều rồi, bởi vậy các bạn không cần cái gì vậy đâu. Tại vì nó như vậy nè. Nhưng mà nó không phức tạp
tới mức vậy đâu các bạn. À, cái nhánh là các cái nhánh nhỏ thôi. À, để dẫn các bạn đi từ từ. Đây các bạn, bắt đầu chúng ta đi bắt đầu từ đây, đúng không? Bắt đầu chúng ta đi từ đây, đây. Chỗ này chính là vị trí của động mạch cảnh chung, phải không? Động mạch cảnh chung. Rồi, bắt đầu chúng ta đi lên, cảnh chung của chúng ta nó sẽ tách thành cảnh trong và cảnh ngoài. Sợi này là cảnh ngoài, phải không ạ? Đây là cảnh ngoài lúc nãy chúng ta thấy đó. Nha, rồi sợi còn lại ở đây chính là cảnh trong. Đúng chưa? Nha. Đây các bạn, bắt đầu đi lên trên. Nha. Rồi, mình bắt đầu đi ha. Từ đây. Nha. Chỗ đó chính là tứ cảnh đó các bạn. Nha. Xoan cảnh. Đi lên trên. Nha. Phía trên này chính là động mạch cảnh trong này, được chưa? Đó là chính là động mạch cảnh trong. Động mạch cảnh trong của chúng ta nó sẽ chui qua vào hộp sọ của chúng ta thông qua cái ống động mạch cảnh. Và ống động mạch cảnh của chúng ta đó nó nằm sát ngay phía dưới của gì ạ? Xương thái dương, đi sát phía dưới phần nhĩ nè các bạn. Anh mở xương lại cho các bạn xem. Nè, đây các bạn, các bạn nhìn thấy chưa? Đây, mặt cảnh trong chúng ta đi vào đây. Đây các bạn. Các bạn nhìn thấy nó chui vào cái ống cảnh của chúng ta nè. Thấy không ạ? Vị trí này nè, đây nè, chui vào ống cảnh thuộc về xương thái dương, đúng không bạn? Cái này phải xương thái dương không? Nè, xương thái dương nè, móng chấm nè, móng chấm nè, phải không? Nè, chui qua đây, thấy không ạ? Động mạch cảnh trong chúng ta chui qua đây, qua ống cảnh và nó đi vào đây. Lỗ gì đây? Tròn. Tròn nha. Rồi giờ này lỗ này coi là một tròn. Hả? Một tròn đâu? Hả? Lỗ này lỗ gì? Lỗ này lỗ gì? Một tròn. Một gai. Lỗ này lỗ gì? Tròn. Lỗ này lỗ gì? Hả? Ở lỗ rách. Đó à, lỗ rách. Tại sao? Tại sao dây động mạch cảnh đi qua lỗ cảnh các bạn? Lỗ cảnh hả? Còn này người ta gọi là ống cảnh nhưng mà đi ra cái miệng là lỗ rách. À. Đây các bạn, nha, đi qua chỗ này, vị trí chỗ này, đó là động mạch cảnh trong. Nha. Và sau đó nó sẽ chui vào bên trong não của chúng ta. À, chui vào bên trong hộp sọ. Được nha. Nha. Rồi, chúng ta đi thì cái nhánh thứ hai để đi vào bên trong hộp sọ của chúng ta. Nha, nhánh thứ hai ở đây các bạn. Đây các bạn, động mạch này chính là động mạch đốt sống nè. Mà lúc nãy anh nói. Nha. Động mạch đốt sống. À, động mạch đốt sống của chúng ta nè, bạn nhìn thấy giùm mình, bạn nhìn kỹ lại giùm mình nè. Đây là động mạch đốt sống. Chui trong các cái lỗ ngang của các cái đốt sống cổ. À, ở đây còn một cái lỗ ngang. Nhưng mà ông nội này ông không có chui qua. Đúng không ạ? Vậy thì rõ ràng động mạch đốt sống của chúng ta chui ngang các cái lỗ ngang của đốt sống cổ, từ đốt sống cổ 1 tới đốt sống cổ thứ 6 là hết rồi. Ông không có chui qua cái lỗ ngang của đốt sống cổ thứ 7. Phải không ạ? Là nhà nội dư à? Hả?
không dư đâu bạn. Tại vì động mạch đốt sống của chúng ta đó, đến đây thì nó tách ra phía bên ngoài để đi ra ngoài nha. Và cuối cùng phía dưới này chính là động mạch dưới đòn, đúng không ạ? Cái này chính là động mạch dưới đòn. Tuy nhiên cái lỗ này nè, nó sẽ có cái tĩnh mạch đốt sống, nó đi bắt đường nguồn từ dưới này mà móc từ dưới này móc lên, đúng không ạ? À, đi vào đây. Và động mạch đốt sống của chúng ta đi qua các cái lỗ ngang, sau đó còn sát vào cái nền sọ và đi vào cái lỗ ở đây. Lỗ này chính là lỗ gì ạ? À, lỗ lớn, đúng không ạ? Lỗ này chính là lỗ lớn của xương chậu và đi vào não. Vậy thì động mạch đốt sống chúng ta đi vào não thông qua lỗ lớn, đúng không ạ? Lỗ lớn đây là nguồn cung cấp máu thứ hai cho não, đúng không ạ? Rồi từ động mạch đốt sống này, à, các bạn tiếp tục nhìn giùm anh. Từ động mạch đốt sống này, động mạch đốt sống của chúng ta đi từ hai bên, thấy không ạ? Bên này cũng là một nhánh động mạch đốt sống này nha. Và hai nhánh động mạch đốt sống chúng ta đi lên trên, bắt đầu hai nhánh này nó hợp lại với nhau thành một cái nhánh chung, đúng không ạ? Nhánh chung, một nhánh chung. Và nhánh này của chúng ta nó sẽ đi ở phía trước của não chúng ta, đây các bạn nha, nhánh này nó sẽ đi phía trước của não, các bạn nhìn lại cho mình. Đây các bạn, các bạn nhìn thấy rõ hơn chỗ này. Đây là hai nhánh động mạch đốt sống chúng ta đi lên trên, chui vào bên trong não, bắt đầu hợp lại với nhau tạo nên động mạch, tạo nên động mạch nền, đúng không ạ? À, đến đây mà tạo nên động mạch nền nè, là hai anh này sẽ hợp lại tạo nên động mạch nền, đúng không ạ? Nha, tạo nên động mạch nền. Nhưng các bạn nhìn lại giùm anh một chuyện nữa, trước khi hai động mạch đốt sống này tách ra thành động mạch nền, nó lại cho một nhánh khác các bạn. Nha, đây các bạn, nhánh khác, đây là nhánh thuộc về động mạch đốt sống, đúng không ạ? Nó sẽ đi mọc ra phía sau, cung cấp máu cho phía dưới của tiểu não, nha, cung cấp máu cho phần dưới của tiểu não. Động mạch này ta gọi là động mạch tiểu não dưới, đúng không? Thì cung cấp cho phía dưới tiểu não cho nên gọi là động mạch tiểu não dưới, được chưa? Bây giờ đi lên phía trên này, khi mà nó đã hợp lại với nhau, nó tạo nên động mạch nền rồi. Bây giờ đã tạo nên động mạch nền rồi các bạn, nè, nó sẽ cho tiếp tục một nhánh đi ra phía sau, lại cung cấp cho tiểu não ở phía dưới. Ta cũng đặt tên nó là động mạch tiểu não dưới. Nãy giờ chúng ta có hai động mạch tiểu não dưới rồi, đúng không? Để phân biệt hai cái sợi này thì người ta định hướng nó theo cái chiều trước sau. Đây anh xoay theo hướng này trở lại, các bạn nhìn thấy động mạch tiểu não này nằm ở phía dưới nhưng mà phía trước, động mạch tiểu não này phía dưới nhưng mà ở phía sau. Vậy thì động mạch ở chỗ này nè, ta gọi là động mạch tiểu não trước dưới, chỗ này ta gọi là động mạch tiểu não sau dưới, được chưa? Nha, chúng ta có hai động mạch cung cấp máu cho tiểu não từ phía dưới. Mình lên đây các bạn, các cái nhánh này chính là các cái nhánh cung cấp máu cho cầu não, đúng không ạ? Đây gọi là các nhánh cầu não, các nhánh hai bên này cung cấp máu cho cầu não, được chưa? Cung cấp máu cho cầu não. Đi tận lên phía trên, đi lên phía trên này các bạn, thì động mạch đốt sống này của chúng ta nó lại cho một nhánh cung cấp máu cho tiểu não, nhưng lúc này cung cấp máu ở phía trên của tiểu não rồi anh. Đây bạn, một nhánh còn ra sau cung cấp máu cho tiểu não ở phía trên,
nha, chỗ này ta gọi là động mạch tiểu não trên nha, động mạch tiểu não trên. Và cuối cùng nó sẽ tách ra hai nhánh cuối cùng, đó chính là động mạch não sau, đi ra phía sau của não đây các bạn, nha, đi ra phía sau của não. Hai nhánh này là hai nhánh cuối cùng nha, của cái động mạch này. Các bạn nhìn lại nha, vị trí chỗ đó chính là động mạch não sau. Được chưa? Đây bạn, chỗ này chính là động mạch não sau, động mạch đốt sống, động mạch nền, cùng đi lên đây động mạch não sau, đúng không? Mạch não sau là nhánh cuối cùng, nhánh cuối cùng của động mạch đốt sống này, nhánh cuối cùng mà máu dẫn lên thì động mạch đốt sống này. Nghe kịp không bạn? Được không? Có gì khó không? Được chưa? Động mạch này chính là động mạch não sau. Được, mình quay trở lại. Đây các bạn, đây chính là cái đường đi nãy giờ, những cái nhánh nãy giờ mà mình đang nói đến nè. Các bạn nhìn thấy không ạ? Đang nói đến nè. Đây à. Rồi mình quay trở lại tiếp tục ở chỗ này các bạn. Đối diện, đúng không ạ? Chỗ này chính là não trước bên đối diện.
mà chỗ này chính là não giữa bên đối diện, đúng không ạ? À, hai động mạch não trước này sẽ có một cầu nối nối lại với nhau này, thấy không ạ? Cầu nối này chúng ta gọi là động mạch thông trước, nghĩa là nơi mà hai động mạch não trước nó thông thương với nhau nha. Rồi ngoài ra ở nơi này mà kết thúc của cái động mạch cảnh trong nè, nó sẽ còn cho một nhánh nữa đi hướng ra phía sau, thấy không ạ? Đi hướng ra phía sau. Động mạch này chúng ta gọi đó là động mạch thông sau, bởi vì động mạch này nó sẽ nối vào động mạch não sau. Đây các bạn, nối vào động mạch não sau, mà động mạch não sau của chúng ta là nhánh của của động mạch nền đi lên đấy, được chưa? Đây các bạn, thông sau và não sau, và ở giữa này chính là động mạch nền. Sau khi qua cái hệ thống này, các bạn thấy rằng hai cái đường máu lên của chúng ta lúc này nó bắt đầu nó thông nhau qua một cái vòng, đúng không ạ? Thông nhau qua một cái vòng, một cái vòng này ta đặt tên nó gọi là đa giác Willis, các bạn. Vòng đa giác Willis là vòng này đó, của ông Willis, ông phát hiện ra vòng này nha. Vòng này gọi là đa giác Willis, hay còn gọi là vòng động mạch dưới não đó nha. Nó nằm ở sát ngay cái sàn sỏ phía bên dưới, và nó là cái nơi mà các cái động mạch này nó thông thương với nhau nha. Thông thương với nhau, được chưa? Nói về cái phạm vi cung cấp máu của các cái động mạch này, các động mạch này thì động mạch não giữa của chúng ta đó, anh nói như thế này, như thế này các bạn, các cái động mạch ở phía trên này nó sẽ cung cấp máu cho não ở phía bên trên này. Anh nói này, động mạch não giữa đó, đa giác Willis sẽ nằm ở phía dưới này, đúng không bạn? Nằm phía dưới này nè. Thì từ vị trí này nè, và bao lấy vùng này nè, cung cấp máu cho các cái nhánh cung cấp máu cho mặt ngoài của bán cầu đại não, các bạn nha. Cho các cái nhánh cung cấp máu cho mặt ngoài của bán cầu đại não, cho các bạn xem các cái nhánh đấy. Đi nóng lắm. Cái nhấn tiếp theo ở bên ngoài nè, các bạn nhìn cho mình, từ động mạch não giữa nè, nó sẽ cho cái nhánh ôm ở phía bên ngoài của cái bán cầu đại não của chúng ta, ở mặt ngoài này nha. Còn động mạch não trước của chúng ta đó các bạn, nó sẽ chạy dọc ở phía trong nữa nè, bạn thấy nó sẽ chạy dọc lên ở phía trong nữa nè, và cung cấp máu cho nó cái mặt phía trong nè, nên nó vùng cấp máu các bạn, nó sẽ cho các cái nhánh đi tới vùng não nào nó sẽ được đặt tên ở vùng não đó nha, được chưa? Đi tới chỗ nào mình sẽ đặt tên vào chỗ đó, đi ở phía trong này. Và động mạch não sau của ta đi ở phía dưới này các bạn, để vòng ra ôm lấy cái vùng chẩm này, cung cấp máu cho phần phía sau, đúng không? Vùng phía trước này là do não trước cung cấp, vùng phía sau vùng chẩm này, chỗ vị trí tai này là do động mạch não sau cung cấp, và ở phía ngoài này là do động mạch não giữa cung cấp máu, được không ạ? Nha. Rồi, các bạn nhìn lại chỗ này, thấy không ạ? Được chưa? Đại khái về mạch máu cùng não là vậy các bạn, sơ lược, cơ bản. Đấy, thấy sao? Có gì thắc mắc không ạ? Có gì thắc mắc mình hỏi các bạn.
à, phục động mạch anh nói cho bạn đến đây thôi. Được chưa? Bạn nhớ có gì hỏi không? Sao thấy im luôn vậy? Bên dưới thì gì đâu mà không đi. Đi học hai bữa mà không nhớ gì hết hả? Hả? Anh ta đặt tên là động mạch cảnh. Sao anh biết? Được chưa? Sao? Bạn thấy sao được chưa?